sống cùng đam mê bóng đá qua những mẫu áo cực chất từ UC, đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Xin chào thân em đội bóng thân thương đang theo dõi cảm show. Nếu nhờ bóng đá Việt Nam hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai được biết đến là một cái đội bóng lấy tôn chỉ bóng đá đẹp làm đầu, và Bảo Đức cũng đã nói thẳng là trong đội của tôi không bao giờ đá láo hay đá xấu, ai đá xấu hay phạm lỗi với đối phương triệt hạ đối phương sẽ bị đuổi khỏi đội ngay lập tức. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta sẽ có những cái đội bóng chơi với cái lối đá nó thô ráp hơn, nó máu lửa hơn và nó mang cái tính triệt hạ cũng có trong đó nữa. Chúng ta đã quá quen với Sông Lam Nghệ An với những cầu thủ đã làm nên những cái cú chùi bóng, những cái cú triệt hạ cực kỳ nổi tiếng và tai hại. Gần đây nhất chúng ta có trường hợp của Hoàng Thịnh, trước đó chúng ta có Quế Ngọc Hà, chúng ta có Sầm Ngọc Đức. Và ngày hôm nay trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem vì sao những cái pha bóng triệt hạ và những pha bóng bạo lực nó thường xuyên nó đến từ những cầu thủ Sông Lam Nghệ An như vậy mà không phải là những câu lạc bộ khác. Cách đây khoảng 2 tháng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến chấn thương kinh hoàng của quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Hùng Dũng. Thêm vào đó, Hùng Dũng phải lên bàn mổ khẩn cấp chỉ 1 giờ sau khi bị đốn hạ trên sân Thống Nhất. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội bị gãy xương chày, xương mát và nhiều tổn thương khác. Pha vào bóng bằng cả hai chân của Ngô Hoàng Thịnh lập tức đưa Hùng Dũng lên xe cứu thương vào thẳng bệnh viện. Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, trưởng khoa chấn thương thể thao bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, người trực tiếp phẫu thuật cho Đỗ Hùng Dũng, đã cho biết ca phẫu thuật của anh đã kết thúc thành công tốt đẹp sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Theo bác sĩ Hùng, trước đó Hùng Dũng nhập viện trong tình trạng gãy kín 1/3 hai xương cản chân bên phải. Đây là mức độ chấn thương tương đối nặng, nhưng ban đầu các bác sĩ đánh giá khả năng hồi phục là tương đối nhanh. Bác sĩ Hùng cho biết ekip bác sĩ đã mổ kín, đóng đinh nội tủy có chốt. Đây là phương pháp giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn. Tất nhiên, quá trình hồi phục còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trước mắt với chấn thương của Hùng Dũng, nếu tiến triển tốt, có thể 3 tháng sau cô ấy sẽ chạy bộ được, tập luyện nhẹ và khả năng trở lại chơi thể thao đỉnh cao, mất hơn 6 tháng. Càng xót xa cho chấn thương của Hùng Dũng bao nhiêu thì người hâm mộ bóng đá lại càng lên án hành động của Hoàng Thịnh bấy nhiêu. Dù có thể Hoàng Thịnh thể hiện sự ăn năn hối lỗi ngay trên sân, dù anh có vào tận xe cứu thương thăm hỏi Hùng Dũng thì Hoàng Thịnh cũng không cách gì xoa dịu được sức ép khủng khiếp của dư luận. Dẫu biết rằng trong thể thao đối kháng, đặc biệt là bóng đá, những pha va chạm đều chỉ xảy ra trong tích tắc, và một khi cầu thủ không còn giữ được cái đầu lạnh, sự nghiệp của đồng nghiệp trên sân cỏ có thể bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Và chắc chắn bóng đá không thể là nơi chấp nhận những lối chơi mà tính bạo lực và triệt hạ. Cú vào bóng với Hùng Dũng không phải lần đầu tiên Hoàng Thịnh truy cản đối phương bằng gầm giày, những cú song phi trên mặt đất. Những pha bóng quyết liệt như vậy có thể xem là đặc trưng của Hoàng Thịnh và cũng là điển hình của những cầu thủ có xuất thân từ lò Sông Lam Nghệ An. Một sự thật cay đắng là rất nhiều pha vào bóng nguy hiểm ở V-League trong những năm qua phần nửa bắt nguồn từ những cầu thủ trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An như Huy Hoàng, Đình Đồng, Quế Ngọc Hải và mới nhất là Hoàng Thịnh. Hồi năm 2012, cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội diễn ra không chỉ kịch tính mà còn vô cùng bạo lực. Phút 55, trong một tình huống gần như muốn triệt hạ Sam Sơn, Huy Hoàng đã bị phản đòn, ăn trọn gầm giày của tiền đạo Hà Nội vào mặt. Tình huống này đã châm ngòi cho hàng loạt pha bóng căng thẳng giữa cầu thủ hai đội sau đó. Hai năm sau, trong trận đấu giữa Hùng Vương An Giang và Sông Lam Nghệ An ở V-League 2014, Đình Đồng có pha cố tình chơi xấu anh hùng, khiến cầu thủ này gãy 2/3 xương ống chân. Sau khi mổ băng, ban kỷ luật VFF quyết định treo giờ Đình Đồng 28 trận, một mức án kỷ lục đã khiến cho hãng thông tấn hàng đầu thế giới là Reuters phải đưa tin. Nổi cộm nhất là năm 2015, tiền vệ tài năng Anh Khoa của SHB Đà Nẵng đã phải sớm dài nghề ở tuổi 24 do bị đứt dây chằng đầu gối, vỡ sụn dêm sau pha vào bóng triệt hạ của Quế Ngọc Hải. Đây vẫn được xem là pha phạm lỗi kinh hoàng nhất lịch sử V-League suốt bao năm qua. Sau pha ham bóng khiến Anh Khoa mất luôn cả sự nghiệp ở tuổi 24, Hải Quế cũng bị cấm thi đấu 6 tháng và phải nộp phạt 15 triệu đồng, cũng như sẽ phải chịu toàn bộ chi phí điều trị chấn thương cho Anh Khoa. Sau vụ này, Hải Quế cũng nhiều lần tới gặp để xin lỗi Anh Khoa, nhưng rõ ràng điều đó là không đủ để cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng vơi đi nỗi đau không thể sàng lấp mà anh phải đón nhận. Tuy nhiên, người hâm mộ đã phần nào tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của Quế Ngọc Hải để giúp anh tìm lại sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao và gánh vác trọng trách trên đội tuyển quốc gia. Những trường hợp vừa kể trên chỉ là những vụ vào bóng nguy hiểm nổi bật được liệt kê bởi mức độ nghiêm trọng mà nó mang lại. Vẫn còn rất nhiều những pha vào bóng ác liệt khác được nhắm mắt làm ngơ. Dần đà, nó tạo thành tiền lệ xấu khiến các cầu thủ Sông Lam Nghệ An từ các lứa trẻ đã ngắm vào cách chơi bóng để khiến đối thủ của mình phải chùn chân, và vô tình theo năm tháng, nó dần chuyển hóa thành bản năng của các cầu thủ xuất thân từ Sông Lam Nghệ An.
theo một bài viết trên báo Nghệ An vào năm 2017, nói về cách soạt bóng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Gần như tất cả cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo này đều thành thạo khả năng soạt bóng bằng cả hai chân, dù họ có thi đấu ở vị trí nào đi chăng nữa. Điểm khác biệt của những pha soạt bóng bằng hai chân từ lò Sông Lam Nghệ An là cầu thủ có thể đứng dậy ngay để tiếp tục tranh cướp bóng, một kỹ thuật không hề đơn giản. Trước đây, các trung vệ Nghệ An thường sử dụng bài duỗi bóng thẳng chân vào đối phương để tranh cướp. Tuy nhiên về sau, cách vào bóng này thường bị các trọng tài thổi phạt lỗi cao chân, nên những cú soạt sở trường này được hạ thấp độ cao để tranh cướp bóng. Trung vệ Hữu Thắng thời đó của Sông Lam Nghệ An được coi là người sáng tạo ra quả soạt made in Sông Lam Nghệ An. Các hậu vệ Sông Lam Nghệ An thường cho một chân đi trước, cài vào khớp cạnh mắt cá trong. Chân sau, ngoài việc tiếp cận trái bóng, sẽ tìm cách chạm vào gót chân đối phương. Nhìn qua thì tưởng chừng như vô hại và đúng luật nếu trúng bóng vì hai chân sát cỏ. Nhưng nếu đối phương không nhanh chân nhảy lên thì rất dễ bị lật bàn chân và thậm chí là gây nên những chấn thương nguy hiểm. Đặc biệt hơn cả, những pha xoạc bóng kiểu này thường không tung hết lực, nên các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ngay sau khi sử dụng đều có thể đứng dậy tiếp tục theo bóng. Trước đây, Kia Tisak chính là cầu thủ bị nhắm đến bởi những cú xoạc bóng mang thương hiệu Sông Lam Nghệ An đến từ Hữu Thắng. Vì Hữu Thắng thuận chân trái nên ông thường đưa chân phải cài trước. Kia Tisak sau khi phải bật cao để tránh thì rơi xuống cũng không còn khống chế được bóng. Có thể khẳng định Nghệ An chính là một trong những cái nôi truyền thống của bóng đá Việt Nam, từng sản sinh ra rất nhiều ngôi sao lớn và cũng luôn là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển Việt Nam. Bao năm qua, người ta đều cho rằng đội bóng xứ Nghệ sở hữu lối chơi quá rắn, đôi khi quyết liệt trên mức cần thiết. Nếu nhìn một khía cạnh khác, lối chơi quá rắn đôi khi lại là thứ vũ khí lợi hại giúp Sông Lam Nghệ An luôn tự tin trước mọi đối thủ. Thực tế, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hiện tại bị ảnh hưởng bởi phong cách chém đinh chặt sắt của các đàn anh, những đàn chú từ những năm 80 hay 90. Lê Quốc Vượng, một cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An, từng chia sẻ rằng các cầu thủ xứ Nghệ khi ra sân luôn mang trong mình một tinh thần máu lửa. Lúc tôi còn thi đấu, Sông Lam Nghệ An có một đặc điểm thống nhất: hễ đồng đội bị đối phương đá xấu thì toàn đội bóng sẽ bảo vệ bằng cách đá rắn với chính cầu thủ đó. Vì thế, các đội bóng khi gặp chúng tôi đều rất ngán. Cũng từ khi còn bé, tập ở đội trẻ và nhặt bóng ở sân Vinh, tôi đều thấy ban huấn luyện và khán giả thường vỗ tay sau mỗi pha vào bóng rất rắn của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đó là thời điểm mà tôi đã nhầm lẫn đá quyết liệt và đá láo là một, rằng một pha bóng triệt hạ đối thủ cũng là một biểu hiện cho cách đá máu lửa. Phải đến mãi sau này, nhất là khi làm huấn luyện viên, tôi mới nhận ra rằng phải làm rõ sự khác biệt để có cách định hướng chuẩn xác hơn cho các cầu thủ. Chúng ta phải rạch ròi giữa đá công hiến, quyết liệt và đá xấu, đá láo, đá triệt hạ ngay từ khâu đào tạo trẻ, từ những người thầy. Có vậy, bóng đá Việt Nam mới đẹp và tiến bộ được. Đã có rất nhiều người hâm mộ chỉ trích rằng bóng đá Nghệ An đã tạo ra những cầu thủ có lối chơi quá quyết liệt trên mức cần thiết, thô bạo, để rồi khiến các đồng nghiệp của mình ở các câu lạc bộ khác phải chấn thương nặng, thậm chí giải nghệ. Trước những lời chỉ trích đó, một cựu huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An đã chia sẻ: đây là một truyền thống của bóng đá Sông Lam Nghệ An, vì tại đó họ đặt quyền lợi của câu lạc bộ lên trên hết, và để cống hiến cho người hâm mộ một cách trung thực nhất thì đã ra sân là phải chiến đấu hết mình. Mà để thi đấu hết mình thì có hai trường hợp: một là mình bị chấn thương, hai là ngăn đối thủ ghi bàn bằng mọi giá. Các cầu thủ nơi này, trên sân bóng cũng như sân tập, họ đều thường là những người đặt hiệu quả lên hàng đầu, miễn sao đội nhà chiến thắng là được. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An khi thi đấu đã được đào tạo về tinh thần máu lửa. Trên thế giới cũng có những trường hợp như thế và dẫn tới chấn thương nặng. Không phải tôi nói như vậy để bên cho Hoàng Thịnh trong pha vào bóng với Hùng Dũng, nhưng thực tế chấn thương phần nào đó sẽ đến từ cả hai phía. Chỉ khi nào các cầu thủ trẻ được đào tạo cách tự tin, dám giữ bóng và triển khai lối chơi của mình thì họ mới không còn tư duy đá triệt hạ nhằm ngăn cản hoặc đe dọa đối phương. Do vậy, vai trò và thái độ của người lớn ở các câu lạc bộ, từ lãnh đạo cho đến huấn luyện viên, là cực kỳ quan trọng đến cách chơi bóng của các cầu thủ trẻ sau này. Để bóng đá Việt Nam ngày một đẹp và ít bạo lực hơn, con đường tất yếu là phải nâng cao trình độ và nhận thức của những người làm bóng đá trẻ. Thực tế, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An những lứa sau này đã bớt đá triệt hạ hơn, một phần nhờ sự quyết liệt của dư luận, của trọng tài, của VFF và VPF mạnh tay phạt nặng. Bên cạnh đó, không chỉ mỗi các cầu thủ xuất thân từ lò Sông Lam Nghệ An mới vào bóng nguy hiểm, mà những cầu thủ thuộc các đội khác cũng có rất nhiều tình huống vào bóng triệt hạ. Chẳng qua, những vụ chấn thương kinh hoàng thường bị gắn liền với những cầu thủ xuất thân từ lò Sông Lam Nghệ An, nên người hâm mộ dần có ác cảm với những pha vào bóng từ các cầu thủ xuất thân từ xứ Nghệ. Trong bóng đá, nhiệt trên sân không đồng nghĩa với thô bạo. Hết mình nếu không có sự kiềm chế cần thiết vào một cái đầu lạnh sẽ dễ trở thành hại mình và hại người. Cần biết ranh giới giữa đá hết mình, quyết liệt vì một cờ sắc áo và đá bạo lực triệt hạ nó rất mong manh.
hy vọng rằng trong tương lai, nền bóng đá Việt Nam sẽ bớt đi những tình huống vào bóng bạo lực có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của các đồng nghiệp trên sân, và cũng để chứng minh rằng bóng đá Việt Nam ngày một phát triển đẹp đẽ và văn minh hơn.